Kéo giảm tai nạn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Hạ Long chú trọng thực hiện từ đầu năm đến nay với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, đặc biệt là ngăn chặn học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Trong đó xảy ra 129 vụ tai nạn, làm 52 người chết, 109 người bị thương. Nhiều vụ trong số này liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên. Để phòng ngừa tai nạn giao thông trong thời gian tới đây, thành phố Hạ Long sẽ quyết liệt hơn nữa trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với học sinh, thanh thiếu niên, hình thành nét đẹp văn hóa trong giao thông, nếp sống văn minh đô thị. Có biện pháp giáo dục rèn luyện, quản lý học sinh, sinh viên, chế tài xử lý cụ thể đối với hiệu trưởng, giáo viên có học sinh vi phạm. Thành phố sẽ thực hiện một chiến dịch sâu rộng, quyết tâm từ nay đến hết năm 2024 không để phát sinh tai nạn giao thông trên địa bàn.